chấn động. Bất ngờ tiên tri tiết lộ thiên cơ cực chuẩn, đúng trong 7 ngày tới tháng 9 âm lịch 2024, tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, được bề trên ban phúc, cầu được ước thấy, tài lộc phất lên như diều gặp gió, sự nghiệp hanh thông, tiền vàng chất đống, tạm biệt cuộc sống nghèo khổ, cái nghèo đổi đời giàu sang phú quý, khiến vạn người ngưỡng mộ. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 thân mến, cuộc đời của mỗi con người không phải ai cũng may mắn, thuận buồm xuôi gió để bước đến thành công, bởi trên con đường đó còn chứa rất nhiều những chông gai và thử thách. Thượng đế luôn công bằng, khi tạo ra cái khó, cái khổ cho tất cả mọi người mà chẳng bi ai, suốt đời sung sướng, điều mà chúng ta cần chính là học cách vượt qua. Mèo thích ăn cá nhưng lại không biết bơi, cá thích ăn sung nhưng lại không thể lên bờ. Ông trời luôn cho bạn rất nhiều điều hấp dẫn, nhưng lại không để bạn dễ dàng có được. Phải cất công trồng thì mới có được quả ngọt, trái thơm. Thành công không bao giờ đến dễ dàng, và nó chỉ dành cho người thực sự xứng đáng. Chính vì vậy, đừng bao giờ mong cuộc sống không khó khăn, hãy mong mình có thêm sức mạnh để vượt qua. Năm 2024 là năm Giáp Thìn, đối với 12 con giáp, hứa hẹn rằng đây sẽ là một năm đầy thách thức và cả những cơ hội bất ngờ. Với sự xuất hiện của năm mới và thời tiết mới, vận mệnh của các con giáp khác nhau cũng sẽ thay đổi khác nhau. Có người tràn đầy kỳ vọng chờ đợi những điều may mắn sẽ đến, nhưng cũng có những người lòng đầy hỗn độn và lo lắng, không biết năm 2024 liệu có tươi sáng hơn với bản thân, hay tiếp tục là một năm đầy khó khăn. Không phải ai cũng có cơ hội được may mắn đồng hành, số phận luôn ưu ái cho những ai có sự chuẩn bị trước. Theo luận giải mới nhất của những bậc thầy tử vi vừa tiết lộ, đúng trong 7 ngày tới, người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 được thần tài ban lộc, phúc tinh cao chiếu, quý nhân dẫn đường mà ban cho nhiều vận may vô cùng. Để không bỏ lỡ cơ hội đến với mình thì ngay bây giờ, xin mời quý khán giả cùng đón xem và chiêm nghiệm lời giải chi tiết của Minh Đường tử vi quý khán giả nhé. Trước khi đến với phần luận giải nội dung chi tiết về vận trình tử vi trong 7 ngày tới của quý bản mệnh tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, Minh Đường tử vi sẽ cùng quý khán giả điểm nhanh tính cách của người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Trong 12 con giáp, gà được coi là loài động vật nhạy cảm với ánh sáng mặt trời nhất, vì vậy người tuổi Tân Dậu cũng được trang bị sự thông minh, nhanh trí, niềm đam mê học hỏi và tinh thần cạnh tranh. Đồng thời, họ còn có trái tim ấm áp, sẵn sàng chống lại bất công và bảo vệ người thân yêu. Tuy nhiên, không ít Tân Dậu lại không thể duy trì điều này mà thường bị chi phối bởi tính cố chấp, bướng bỉnh và thiếu kiên nhẫn, dẫn đến việc bỏ lỡ nhiều cơ hội trong cả công việc và tình duyên. Một trong những điều đặc biệt làm nên thương hiệu của tuổi Tân Dậu đó là khả năng quan sát nhạy bén, giỏi nhìn thấu tâm can người khác. Bất kể đối mặt với tình huống nào, họ đều có khả năng tìm ra cách ứng phó một cách thông minh và hiệu quả. So với những tuổi khác, Tân Dậu có một loại năng lực tiên đoán mà hiếm khi ai có thể sánh bằng. Đúng hơn, loại năng lực này là khả năng nhìn xa trông rộng, quan sát nhạy bén và nắm bắt tâm lý người khác một cách sâu sắc. Tầm nhìn này có thể giúp họ đạt được nhiều thành tựu lớn nếu biết khai thác một cách chính xác và trong thời gian thích hợp. Có lẽ chính vì điều này, họ thường mang một vẻ tự tin và tính kiêu hãnh. Tuy nhiên, dưới vẻ bề ngoài đó, họ luôn có khả năng giữ vững tâm thế bên trong, đồng thuận lợi, đạt được thành công. Sự khôn ngoan của Tân Dậu thể hiện ở chỗ, họ thường sử dụng những phẩm chất tích cực khác để bù đắp cho những điểm yếu của mình. Mặc dù điều này đã trở thành đặc điểm nổi tiếng của Tân Dậu, nhưng không phải ai cũng sở hữu phẩm chất này. Về cơ bản, Tân Dậu mang hai kiểu tính, cách một là nóng nảy và thích thảo luận, còn một khía cạnh khác là sâu sắc và tinh tế trong việc nhạy bén, nắm bắt tâm trạng của đối phương. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với một khía cạnh tiêu cực của tính cách khi họ thường thích gây gổ với người khác. Tình trạng này thường xuất phát từ việc họ muốn thể hiện tri thức và kiến thức sâu rộng của mình mà không quan tâm đến cảm xúc của người đối diện. Người tuổi Tân Dậu có bản chất đầy nhiệt huyết. Trong cái cách họ tham gia vào cuộc sống xã hội, họ tỏ ra năng động, sẵn sàng bàn luận về mọi vấn đề mọi lúc và thúc đẩy sự tranh luận, thậm chí còn khiến họ phấn khích hơn. Họ thường thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình, hy vọng rằng mọi người sẽ tôn trọng và ủng hộ quan điểm của họ.
Nếu ai muốn khẩu chiến bằng lý lẽ với họ về một vấn đề, thường sẽ gặp khó khăn, vì Tân Dậu thường dễ dàng rơi vào việc phê phán quá mức. Ngoài ra, Tân Dậu còn sở hữu trí tưởng tượng phong phú và óc sáng, tạo họ luôn nghĩ ra những sáng kiến hay, ý tưởng độc đáo nào đó. Tất cả những điều này giúp họ giải quyết thành công các vấn đề phức tạp. Tân Dậu có trí tưởng tượng đa dạng và sự sáng tạo phong phú. Họ thường mang tới những ý tưởng và khái niệm độc đáo, giúp họ khéo léo giải quyết những vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, đôi khi họ có thể bị lạc hướng hoặc phản ứng quá mức. Hành động như vậy thường xuyên sẽ làm cho vấn đề tồi tệ hơn, thậm chí là phá hỏng các mối quan hệ mà họ đã tận tâm xây dựng. Tài năng quan sát cùng với hoài bão lớn về cuộc sống là điều tạo nên bản chất của họ. Mặc dù sau khi trải qua thất bại, sự thất vọng có thể làm họ mất niềm tin trong một thời gian, Tân Dậu thường không thích dựa dẫm vào người khác, và họ luôn giữ thái độ thẳng thắn. Tính độc lập cũng là một đặc điểm đáng quý của Tân Dậu. Họ thường có tinh thần độc lập và ưa tự quyết định về cuộc sống của mình. Họ mang trong mình ý thức vững chắc về giá trị bản thân và lòng tự trọng, không muốn người khác can thiệp hay chỉ dạy họ. Tân Dậu thích lập kế hoạch mọi thứ một cách cẩn thận, thay vì tập trung vào những vấn đề ngay trước mắt như nhiều người khác. Khả năng này đúng là đáng ngưỡng mộ đối với những người khác. Tuy nhiên, với Tân Dậu, điều này không phải lúc nào cũng mang tính tích cực, vì như đã đề cập, họ không thể chấp nhận việc bị người khác chi phối hoặc can thiệp vào cuộc sống của mình, bởi dù sao, đằng sau sự độc lập đó là trái tim mềm yếu, cũng dễ bị tổn thương, và họ đã quen gánh vác những vụn vặt của cuộc đời một mình. Vì vậy, nếu bạn đang cố gắng tạo sự gắn kết hoặc hòa hợp với người tuổi Tân Dậu, điều này có thể tạo ra khoảng cách lớn giữa hai bạn. Tuy nhiên, may mắn là mối quan hệ của bạn với người tuổi Tân Dậu không phải lúc nào cũng bị cản trở bởi khoảng cách này. Miễn là bạn có sự kiên nhẫn và tôn trọng đối tác của mình và sẵn sàng học hỏi từ họ, bạn sẽ chiếm được sự tin tưởng của người tuổi Tân Dậu thành công. Nhìn lại quãng đường mà Tân Dậu đã trải qua, theo năm tháng cuộc đời, có thể thấy được rằng cũng chỉ vì không chấp nhận tầm thường nên Tân Dậu mới mưu cầu thành công, thành tựu, vì mong một kiếp nhân sinh rực rỡ. Muốn làm cho hết bản năng của mình nên Tân Dậu mới lao ra khỏi cái vòng tròn an toàn, lựa chọn mạo hiểm, mơ mộng phù hoa, đến với những đau khổ, nếm trải vất vả mà thanh toàn cho cuộc sống. Cũng chỉ vì muốn chăm lo cho người thương, muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình, Tân Dậu mới cố vất vả ngược xuôi ở cái thời điểm thanh xuân còn cháy bỏng. Vậy nên, không có gì là sai khi Tân Dậu vấp ngã cả, không có gì là sai khi chịu chút thất bại của cuộc sống trong thời gian dài, nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng cũng có, và người tệ bạc cũng không ít, chung quy chỉ có thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt, có vậy mà thôi. Kỳ thực, đời người có ai mà không vấp ngã, lắm lúc Tân Dậu cũng thấy mừng, vì ít ra ngã sớm cho cái đoạn thanh xuân còn trẻ, để rồi lại dễ dàng giật dậy, làm lại từ đầu và đón ánh nắng sớm đẹp đẽ của cuộc đời vào những ngày bình yên. Chỉ sợ là sau này, nếu ngã rồi mà nằm yên lại, sau này khi thua rồi thì lại chán nản, buồn phiền, sau này khi không còn đủ sức để thừa nhận, không nhìn thẳng hoặc cố chấp lãng tránh những gì đã gây ra, sau này lại thay vì tự vấn bản thân, lại trách đời, mắng người, hận trời, giận đất, sao số tôi lại khổ thế này. Tân Dậu sẽ không làm như vậy, cũng sợ sau này khi cứ ủ ê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn trái, nhìn phải, để thấy vẫn còn một vài người tin yêu đang chờ đợi ta hăng say giật dậy. Suy cho cùng, Tân Dậu dù sống trong sung túc hay vất vả, họ đều mang trong mình những vết thương sâu lắng. Tân Dậu ơi, nếu có buồn hãy cứ ủ ê, khóc lớn một trận, cùng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến dài thân. Rồi sau đấy nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn nhảy ra khỏi cái vòng tròn an toàn cố hữu của bản thân, để rồi dương mình tới những thành công mới sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời. Có nhiều lúc Tân Dậu có thể đổ tại giận, cũng có thể đổ tại người, tại ta cả tin hay tại ta cả nể. Nhưng đừng quên mọi thứ vẫn là do chính ta quyết định, mọi họa hại mình sẽ phải mạnh dạn đối diện đấu đời. Kỳ thực ở độ tuổi này, Tân Dậu cũng đã tôi rèn ra mình một con người thật bản lĩnh, cứng cỏi. Ở độ tuổi này Tân Dậu luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người ta cảm thấy được đãi ngộ. Tân Dậu giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cẩu thả, nông nổi, bột chột,
bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn đều sẽ không thấy nhạt nhẽo, vô vị, và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì Tân Dậu như một loại hồ đồ, kỳ thực lại là một dạng thông minh sáng suốt, không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết. Trong tâm bảo trì vững nguyên tắc của mình, nhìn thấy như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, Tân Dậu là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung, nâng đỡ dạng vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Đó cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài, danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Với Tân Dậu, đó lại là một loại thông dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló rạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững trí, dẫu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Đó cũng là một loại cảnh giới chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biến nhát, thường có suy nghĩ trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Di xin mời quý khán giả cùng đến với phần luận giải nội dung chi tiết về vận trình tử vi của các phương diện chính của cuộc sống cho con giáp tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong 7 ngày tới, cụ thể như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Xem tử vi trong 7 ngày tới nhận thấy, đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tân Dậu khá ổn định. Nhìn chung, bạn không phải lo lắng vất vả nhiều như trước, bạn đã cảm thấy an tâm hơn và thậm chí tự tin với những gì mình đạt được. Nhờ có sao hữu bậc các tinh chủ về nâng đỡ, đã chống đỡ lại các hung tinh mang đến điểm xui xẻo. Nhờ đó, cuộc sống của con giáp tuổi Tân Dậu thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, khi mọi thứ êm đềm quá thì chính bạn lại cảm thấy thiếu động lực. Thế nhưng, đừng vì một chút thành công nhỏ mà bạn đã vội ngừng cố gắng. Vì khi bạn dừng lại cũng đồng nghĩa là bạn đi lùi so với mọi người đấy. Hãy xác định mục tiêu cao hơn nữa để không ngừng nỗ lực bạn nhé. Bạn không cần đợi cuộc đời thử thách mình, mà chính mình phải tạo ra những thử thách mới và thường xuyên để bản thân không ngừng tiến bộ mỗi ngày bạn nhé. Bạn không cần so sánh với ai ngoài chính bản thân mình của ngày hôm qua mà thôi. Xét về phương diện tài lộc. Xem tử vi trong 7 ngày tới, xét về tử vi tài lộc tháng này của con giáp tuổi Tân Dậu không được như ý. Thực ra là khi nhận thấy mình đã tiết kiệm kha khá rồi, nên bạn có phần an tâm, không muốn vất vả để tìm cách gia tăng thu nhập như trước. Vì thế mà mọi thứ chững lại, nhưng họ lại không nhận ra, vì quá tự tin vào bản thân. Nên lúc này bạn thiếu cái sự lắng nghe lời khuyên từ người có kinh nghiệm và làm mọi việc theo cảm xúc, nên rất dễ mất tiền. Các khoản đầu tư vẫn duy trì khá tốt, nhưng không có tiến triển nào đáng kể. Đại hao hung tinh xuất hiện là lời cảnh báo cho thói mua sắm hoang phí của bạn vào cuối tháng, nhất là những người làm công ăn lương. Nên sớm nhận ra rằng bạn chưa có kế hoạch gia tăng thu nhập mà việc chi tiêu ngày một nhiều hơn, thì có thể nói đây là một lời cảnh báo. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Tử vi trong 7 ngày tới nhận thấy, phương diện tình cảm của người tuổi Tân Dậu lúc này khá đáng ngại. Khi mà bạn và một nửa của mình thiếu đi sự lắng nghe, chia sẻ, ngũ hành xung khắc, khiến cho những xung đột giữa hai người có dấu hiệu gia tăng. Khi trở về nhà, thì dù bạn là sếp, cũng chớ nên thể hiện thái độ bề trên với mọi người, vì điều đó chỉ gây hại đến mối quan hệ với những thành viên trong gia đình mà thôi. Hãy đối xử với mọi người bằng sự chân thành, dịu dàng, thì ai ai cũng sẽ đều yêu mến bạn cả. Xét về phương diện sức khỏe. Xem trong 7 ngày tới, theo tử vi tuổi Tân Dậu năm 2024, phương diện sức khỏe của người tuổi Tân Dậu trong 7 ngày tới này khá tốt, vì bạn đảm bảo được yếu tố tinh thần. Khi bạn không phải lo nghĩ quá nhiều, mỗi hôm trước khi đi ngủ, bạn gác lại mọi chuyện để không phải suy tư điều gì, nhiều người mới ốm dậy, có thể cải thiện tình hình sức khỏe rõ rệt. Trong khoảng thời gian này, khi ăn ngon và ngủ tốt, thì bạn cũng cảm thấy nhiều năng lượng hơn trước rất nhiều. Với những người chưa có kế hoạch tập luyện thể dục thể thao, thì trong 7 ngày tới này bạn có thể bắt đầu. Nếu khó khăn, hãy tìm bạn đồng hành. Cơ hội bạn thực hiện mục tiêu để cải thiện sức khỏe rất dễ đạt được trong 7 ngày tới này. Và ngay bây giờ, không để cho quý khán giả phải chờ đợi thêm nữa,
Xin mời quý khán giả cùng Minh Đường Tử Vi đi vào luận giải nội dung chi tiết. Vận trình tử vi theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của người tuổi Tân Dậu 1981 cụ thể như sau. Vận mệnh của người tuổi Tân Dậu 1981 sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch tức tháng Giêng là tiết lập xuân, dạng vật tươi sinh, đất trời tươi mới. Cũng nhờ thế mà người tuổi Tân Dậu sinh tháng này tinh thần sảng khoái, biết tiến biết lùi, lại ưa tự do, tuổi thọ khá cao. Cuộc đời của người này, chuyện cơm ăn áo mặc không cần phải lo lắng, sức khỏe tốt. Đa phần là người có tuổi thọ cao, họ không được hưởng tài sản tổ tông để lại, ra ngoài cũng không gặp được quý nhân. Sự nghiệp cả đời chỉ là dùng chính năng lực của bản thân để chấn chỉnh tinh thần, tự lực cánh sinh mà giải quyết hết mọi việc. Tiền vẫn có phần vất vả, nhưng hậu vận của người này hứa hẹn tương lai tốt đẹp. Họ sống hòa thuận, hạnh phúc cùng cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, mọi người yêu thương, quan tâm và chăm sóc cho nhau. Vận mệnh của người tuổi Tân Dậu 1981 sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là thời điểm tiết kinh trập, là lúc dạng vật tốt tươi. Người tuổi này tinh thần lạc quan, sức sống dồi dào, dễ giành được nhiều thành công, là người nhân nghĩa, thông minh đỉnh ngộ. Xem vận mệnh của người này thấy rằng họ là những người có lòng tự trọng cao, có trí tuệ hơn người, học rộng biết nhiều. Họ rất ham học, chỉ là người tài nhưng không gặp thời, không được hưởng phúc lộc tổ tiên, cha mẹ cũng không giúp đỡ được nhiều. Họ khó giành được địa vị cao trong xã hội, học giỏi nhưng điểm lỗi học tài thi phận. Chỉ tới khi về già mới dùng được kiến thức của mình. Họ khá cô độc, tự xưng thanh cao, không thích ở cùng những người tầm thường. Tuy nhiên, họ đi theo con đường kinh doanh sẽ có lợi hơn là đường công danh. Vận mệnh của người tuổi Tân Dậu 1981 sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch rơi vào tiết Thanh Minh. Người tuổi này thông minh vốn sẵn ý trời, linh hoạt và giỏi giang, tùy cơ ứng biến, trời ban phúc lộc, cả đời vinh hoa. Người tuổi này giỏi thích nghi với hoàn cảnh, có thể đạt được địa vị cao trong xã hội. Họ gặp được nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ, lại có thực tài, nên dễ thăng tiến trên con đường quan lộ. Họ được lục thân nâng đỡ, lại có bạn bè luôn ở bên, sự nghiệp cực kỳ thuận lợi, tài lộc dồi dào, vinh danh tiên tổ. Vận mệnh của người tuổi Tân Dậu 1981 sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm là tiết lập hạ. Xem tử vi trọn đời, người tuổi này có ý chí hơn người, có tài văn chương nghệ thuật, tính tình đa sầu, đa cảm, khá cao ngạo. Cuộc đời gặp nhiều trắc trở, người này khó có thể làm nên đại nghiệp. Mặc dù có khả năng tổ chức tốt và có nhiều tham vọng, có thể do tính cách cứng nhắc, tự kiêu, không xem ai ra gì, nên họ khó giành được cảm tình của mọi người. Tổ nghiệp tuy có nhưng không quá lớn, sự nghiệp đều do mình tự tay gây dựng, tài hoa hơn người, nên họ có đủ năng lực để làm việc đó. Tài lộc kém sắc, người này lại ưa mạo hiểm, nên hậu vận hung cát khó lường. Vận mệnh của người tuổi Tân Dậu 1981 sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm là tiết mang trùng. Người tuổi này sự nghiệp dễ thành, vinh hoa phú quý, tuy cũng có lúc thất bại, có khả năng hậu vận gặp khó khăn, nhưng cơ bản công danh của người này không tồi, tài năng được trọng dụng. Vận trình của họ thăng trầm bất định, khi sa cơ lỡ vận, có thể vì thế mà gặp chuyện quan tụng, được lục thân giúp đỡ, có gia đình hỗ trợ, tiền vận sự nghiệp thành công, nhưng không lâu sau đó dễ bị thất bại. May nửa đời sau có bạn bè, quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp dần ổn định, song không có phát triển gì quá lớn, cuộc sống sung túc, đủ đầy. Tuy nhiên vận trình không được tốt lắm. Vận mệnh của người tuổi Tân Dậu 1981 sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tiết Tiểu Thử, tiết trời nắng nóng. Người tuổi này vì thế cuộc đời bôn ba, vất vả, khó có được ngày an hưởng vinh hoa phú quý. Người tuổi này khó tìm được sự trợ giúp từ gia đình, ra ngoài xã hội cũng không được bạn bè hay quý nhân giúp đỡ. Sự nghiệp khó khăn trăm bề, gian nan đủ điều mới có thể phát triển ổn định. Cuộc đời họ gặp phải nhiều biến cố, điều này khiến họ giành được khả năng thích nghi tốt, tự vượt lên hoàn cảnh, có nghị lực phi thường, làm nên nghiệp lớn. Vận mệnh của người tuổi Tân Dậu 1981 sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là tiết lập thu, trời khô hanh, song cuộc đời của người tuổi này lại vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, hạnh phúc, an nhàn suốt cả cuộc đời. Tổ nghiệp phúc dày, cha mẹ, anh em giúp sức, vợ chồng hòa thuận,
giúp cho tuổi Tân Dậu thoải mái theo đuổi ước mơ của mình. Người này không cần phải lao động quá mức vất vả, mà vẫn có được cuộc sống đủ đầy, không phải lo lắng chuyện gì. Người này có tham vọng lớn về sự nghiệp, được quý nhân trợ giúp, người thân trợ lực, việc gì cũng trôi chảy, thuận lợi, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách. Vận mệnh của người tuổi Tân Dậu 1981, sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch là tiết bạch lộ. Người này thông minh, lanh lợi, sống có lý tưởng, có ý chí, cuộc đời sau này vinh hoa phú quý, được nhiều người ngưỡng vọng. Tháng 8 âm lịch mang tới cho người tuổi Tân Dậu nhiều tin vui, khi mà không phải lo lắng về vấn đề tài chính, quyền lực, địa vị đều có, được nhiều người ngưỡng vọng. Tuy tổ nghiệp ít ỏi, không được hưởng di sản hay được người thân giúp đỡ, nhưng người này dựa vào chính sức mình mà làm nên, là người chăm chỉ, cần cù học hỏi, từ nhỏ đã có chí lớn, ham học, con người lại không ngại khó, ngại khổ. Trên con đường sự nghiệp, có quý nhân nâng bước, gặp dữ cũng quá lành, sự nghiệp hanh thông, nhanh chóng phát triển, nhất là theo con đường làm ăn kinh doanh thì càng thuận lợi. Vận mệnh của người tuổi Tân Dậu 1981, sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch tức là tiết bạch lộ, cuộc sống sung túc, tự do, thoải mái, không chịu bó buộc, tài vận hanh thông, tình duyên dưỡng sắc. Người này tuy không được nhiều gia sản cha ông để lại, nhưng ra ngoài xã hội có quý nhân nâng đỡ, nên cả đời không gặp phải sóng gió gì lớn, có thể phiêu diêu tự tại. Người này tính tình cương nghị, cứng rắn, có phần nóng nảy, thích lấy mình làm trung tâm, nên khá độc đoán. Có thể cũng chính vì thế mà đường tài lộc cực kỳ lý tưởng, không bị khó khăn nào cản trở. Vận mệnh của người tuổi Tân Dậu 1981, sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là tiết lập đông, người tuổi này có thể bình thản sống hết đời, không cần lý tưởng, cũng chẳng cần ý chí phấn đấu gì nhiều. Họ không thích chuyện học hành, mọi chuyện trên đời, mặc kệ bèo dạt mây trôi, trời cho sao thì biết vậy. Sự nghiệp chẳng được anh em giúp sức, phải chờ đến tuổi trung niên mới được an nhàn sống cuộc sống mình muốn. Họ không có sự nghiệp lớn lao, cũng không có tiền bạc dồi dào, chỉ cần đủ cơm ăn, áo mặc là tốt, sức khỏe không có vấn đề, ít bị đau bệnh. Vận mệnh của người tuổi Tân Dậu 1981, sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm là tiết đại tuyết. Người này có tài, có sức, thông minh, nhanh nhẹn, có chí hướng phấn đấu, song hiểm nổi tổ nghiệp phúc mỏng, lục thân không nơi cậy nhờ, sự nghiệp cũng vắng bóng quý nhân, chỉ dựa vào chính sức mình để lập nghiệp, nên có lúc cảm thấy cô đơn, mệt mỏi, muốn buông xuôi, sẽ gặp tranh chấp về tài sản hay gặp chuyện xấu, dẫn tới phá tài, sự nghiệp nhiều trở ngại, dễ lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Vận mệnh của người tuổi Tân Dậu 1981, sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch là tiết tiểu hàn. Người tuổi này cả đời vất vả bôn ba vì mưu cầu danh lợi, tuy rằng cuối cùng cũng được thỏa nguyện, sống giàu sang, sung túc, song chưa chắc đã được hưởng thụ những gì xứng đáng thuộc về mình. Người này cơ trí thông minh, tài hoa hơn người, nhưng không dựa được vào gia đình, anh em cũng khó khăn, mọi chuyện phải dựa vào chính mình, nên khởi nghiệp gặp nhiều khó khăn, trở ngại, tính tình thẳng thắn, cương trực, có tinh thần nghĩa hiệp, nên được nhiều người quý mến. Trung niên đến vẫn có khả năng gặp tai họa, tuổi già phúc lộc đủ đầy. Quý vị thân mến, Phật dạy, phúc và đức của một người luôn đi liền với nhau, muốn được hưởng phúc dài lâu thì phải thủ đức, tích đức. Đức được coi là cái gốc muôn hạnh, cũng là nền tảng để con người lập thân, lập nghiệp. Đức được hiểu là đức hạnh tốt, phần tốt đẹp, sự thẳng thắn của con người. Phật có dạy rằng, cứu một người là phúc đẳng hà sa, cứu một người thì phúc đức sẽ tới nhiều như cá sông, riêng mình vừa tới tuổi chi thiên mệnh, thì vô phúc mắc trọng bệnh. Trong cuộc sống, đức biểu hiện trong nhiều khía cạnh, ở cách con người cư xử với nhau, với công việc, với xã hội, phàm là những gì được coi là việc thiện, trao đi với mục đích tốt đẹp đều là tích đức. Mặc dù chữ đức ở trong Phật giáo có vô lượng nghĩa, nhưng đều được thiết lập ở trên một nền tảng cơ bản là hoàn thiện nhân cách đạo đức ở mỗi con người. Vì thế, để tu nhân tích đức cho mình trong hiện tại và cho mai sau, hay cho con cháu về sau, theo Phật giáo có nhiều phương thức, nhưng khái quát nhất và dễ thực hành nhất chính là tuân thủ năm nguyên tắc đạo đức của Phật tử: không giết hại, không trộm cướp, không tà hạnh và không nói dối, không dùng những chất gây nghiện và say sưa. Đồng thời học tập ứng dụng triệt để bài kệ:
không làm các điều ác, chuyên làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh, đó chính là lời Phật dạy trong đời sống hàng ngày. Và dưới đây là những thói quen để hưởng phúc báo dài, ai có một cái cũng đã viên mãn. 1. Sức mạnh của phúc báo. Vì mỗi người đều có nhân duyên và tính khí khác nhau, nên phúc báo của con người cũng không giống nhau. Có người có tiền bạc, nhà cửa, có người nổi tiếng, có người thì xinh đẹp, có người lại tu hành thành công. Đó chính là do con người gieo trồng ở kiếp trước. Bởi vì nhân duyên, thói quen nên có những phúc báo khác nhau. Nếu một người làm nhiều việc thiện, họ sẽ giống như một cây ăn quả, hạt giống sẽ lớn dần lên và kết quả là phúc báo sẽ vô tận. 2. Bắt đầu bằng suy nghĩ tử tế. Mỗi người cần học cách dung chồng phúc báo cho chính mình. Hãy bắt đầu từ một thiện niệm, dù nhỏ nhưng cũng sẽ trổ hoa tốt đẹp trong tương lai. Người ta thường than thở số phận không may mắn, làm gì cũng gặp khó khăn, nhưng thực ra là do phúc báo chưa đủ. Muốn cải biến vận mệnh của mình thì bạn nên thay đổi tâm thái của bản thân. Thay đổi thái độ không muốn trả tiền, sợ mất mát, ích kỷ và thờ ơ, thích phàn nàn, tham lam và các vấn đề khác thì mới có một cuộc sống tốt đẹp và may mắn. 3. Phàn nàn sẽ mang lại bất hạnh. Có một kiểu người suốt ngày cứ phàn nàn, họ cứ chán nản cuộc sống của mình, dường như chẳng có gì khiến họ hài lòng cả. Họ thích nhìn cái sai của người khác mà không nhìn lại bản thân mình. Kiểu người này sống trong oán hận và suốt ngày cảm thấy cực kỳ đau khổ. Loại hành vi tâm lý này sẽ khiến khuôn mặt của họ về sau ngày càng trở nên xấu xa và khó nhìn. Đây chính là ý nghĩa của câu nói tướng tùy tâm sinh. Muốn có phúc báo thì hãy ngừng phàn nàn, trách móc, hãy sống bao dung nhiều hơn. 4. Đối xử không tốt với gia đình, bao nhiêu phước cũng mất hết. Chẳng hạn như, có nhiều người lúc nào tỏ ra mình là người tốt tính trước mặt người lạ, nhưng về nhà thì lại chút hết tức giận lên vợ con, bố mẹ. Kiểu người này sinh ra đã thấp kém, thực ra hiếu thảo với cha mẹ, sống tốt với vợ con chính là cách cư xử tốt nhất với chính mình. Người như vậy thì cho dù trước đây có phúc báo nào đó cũng sẽ nhanh chóng bị người đó tiêu hao. Thế nên loại người này sống sẽ gặp nhiều vấn đề. Hãy thay đổi bằng việc hiếu thảo với cha mẹ, đối xử tốt với vợ con. 5. Hãy thiện lương. Làm người nhất định phải giữ được sự thiện lương và chân thành. Khi bạn tặng cho người khác hơi ấm, người khác sẽ tặng lại ánh sáng cho bạn. Khi bạn trao cho người khác sự chân tình, thì người khác sẽ trao lại cho bạn thái độ ôn hòa nhã nhặn. 6. Tươi cười nhiều hơn. Nụ cười cũng chính là điều hấp dẫn người khác nhất. Cổ nhân nói, cảnh tùy tâm chuyển. Khi tâm trạng của một người là tốt thì hoàn cảnh sẽ tốt. Tâm tình không tốt mọi việc cũng đều rối loạn. Những người hay cười thường sẽ sở hữu một phần khí chất vượt xa tuổi tác, thời trang và ngoại hình. Nó ẩn sâu ở trong nội tâm. Bạn mỉm cười với người khác, người khác cũng sẽ đáp lại nụ cười của bạn. Học cách biết mỉm cười trước mọi hoàn cảnh không chỉ giúp cho cuộc sống của bạn thêm nhẹ nhàng, tự tại, mà còn đem lại cho bạn nhiều vận may hơn. 7. Biết cảm thông. Lão Tử có câu, tri nhân giả trí, người thấu hiểu người khác là bậc trí huệ. Có thể thấu hiểu chỗ khó của người khác và đưa tay ra đúng lúc là người đại trí, đại huệ. Người có thể thấu hiểu cũng sẽ biết cảm thông người khác. Mỗi người đều có những niềm vui, nỗi khổ của riêng mình mà không phải người ngoài đều hiểu rõ. Vậy nên, vô luận là trong mối quan hệ với cha mẹ, với người yêu, với con cái, hoặc là với bất cứ một người nào khác bên cạnh, chúng ta đều phải học cách biết cảm thông. Nền tảng của mối quan hệ giữa người với người là sự đúng mực. Nếu không có sự đúng mực thì sẽ không có sự tôn trọng, sẽ dẫn đến xung đột mâu thuẫn xảy ra giữa hai bên. Sự đúng mực thể hiện ở việc có thể đứng ở góc độ của đối phương mà nghĩ cho họ nhiều nhất có thể hoán đổi vị trí cho nhau, là cách cảm thông lớn nhất. Khi chúng ta thật sự mở rộng tấm lòng, biết nghĩ cho đối phương thì mới có được sự gắn bó bền chắc lâu dài, mới có thể có được vận khí tốt. Dân, trên đây là chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về vận trình tử vi thời điểm sắp tới của tuổi Tân Dậu. Hy vọng Minh Đường Tử Vi vẫn luôn là người bạn đồng hành cùng quý vị trên mọi nẻo đường. Chúc quý vị luôn vạn sự bình an, tấn tài tấn lộc, phú quý đuề huề, công danh tiến tới. Và nếu quý vị nào muốn được tư vấn riêng thì quý vị vui lòng để lại thông tin, họ, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính và vấn đề cần giải đáp ở bên dưới phần bình luận của video này. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Quý vị và các bạn cũng nhớ hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập chương trình.
rồi sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để liên tục được cập nhật những thông tin bổ ích mỗi ngày quý vị nhé. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.